Thưa các bạn, xin chào các bạn. Rồi hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với trò Muzu. Lần trước có một bạn bình luận và làm mình nhận ra là cái chữ đây là chữ viết ngược lại của ứng dụng Zoom các bạn ơi. Cũng là một ứng dụng họp online. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chơi tiếp nha. Lần trước là mình đã tới chỗ nào rồi? Hình như là ở đây nó có những cái lựa chọn nó có thể gọi là dắt cho chúng ta biết là đến đây là hết này. Hay thế nhở? Mình có thể kéo xuống được không? Vậy bây giờ mình chỉ có thể chọn cái điểm thứ ba mà thôi, vẫn chưa có những cái điểm khác hay sao ấy. Cái điểm thứ ba là điểm gì đây? Hình như là có thêm một cái mới à. Nói về chuyện sở thích này, mình cũng không nhớ rõ lần trước là mình chọn tới đâu, nhưng mà mình nhớ là hình như là mình có thể báo cảnh sát được. Mình chưa thử cái này các bạn ơi. Mình chỉ gọi là chọn một lần thôi, và nó nói là mình có thể chọn thêm một lần nữa để thử chọn thêm một lần nhé. Đây. Rồi bỏ qua cái đại này. Vẫn gọi thêm một lần nữa. Đây, bây giờ là 10 giờ rồi, tối như vậy không biết có gọi cảnh sát được hay không, nhưng mình nghĩ chắc có thể đấy. Gọi cảnh sát thêm một lần thứ hai nữa. À, có thật là mình không nên có thật là mình không nên báo cảnh sát không? Cái tình huống ở phía trước đó là bất cứ khi nào thì con ả kia cũng thể bay vô tấn công thằng bạn của mình được. Cho nên là báo cảnh sát thì phải mất đến một vài phút là ít nhất để cảnh sát có thể đến được hiện trường. Nhìn từ tình hình thì có vẻ như là không phải, đây chẳng phải là lúc để mà có dư giả thời gian đến như vậy. Bây giờ làm sao đây, không chịu báo cảnh sát hả? Hay là vẫn báo đây? Mình không biết nữa, bây giờ đọc tiếp nhé. Murata, địa chỉ của Murata thì mình biết. Tại vì lúc mà nó chuyển nhà thì nó có báo cho mình biết địa chỉ rồi. Nếu mà xem lại lịch sử cuộc gọi thì chắc là mình sẽ lôi ra được địa chỉ thôi. Và tiếp đến là số 110. Số 110 đây là số gọi điện cảnh sát ở Nhật này. Bây giờ với cái tình huống này thì liệu cảnh sát có chạy đến nhà của thằng Murata sau khi mình gọi hay không đây? Cái đó thì mình không biết. Cũng có thể cảnh sát nghĩ rằng đây chỉ là một trò đùa thôi. Tôi đã gọi là quyết, vẫn gọi là chưa có một cái quyết định rõ ràng nào cả, vẫn chưa có đủ quyết tâm. Và khi mà bấm số xong thì tôi dừng lại ở cái nút gọi. Bấm đi ông ơi. Đồ à. Thật cái à. Rồi, mình sẽ báo cảnh sát thêm lần nữa. Thằng này lì thật. Báo cảnh sát đến cùng luôn. Nếu bây giờ không báo cảnh sát thì đến khi nào mới báo đây? Xin lỗi. Có điện thoại từ bố mẹ nhà tao. Để tao gọi chút nhé. Ông nghe thằng Murata nói gì hết, cứ gọi đi. Chui vô nhà tắm rồi. Đây là một cái hình ảnh khá là quý báu khi chúng ta có thấy được nhà tắm của thằng nhân vật chính của Murata. Để cho thằng bậy tôi không nghe được thì tôi chui vào nhà tắm để gọi. Sau đó thì tôi bấm vào cái nút màu xanh trên màn hình. Rồi. Đây là 110, đồn cảnh sát đây, cho hỏi là vụ án hay là sự cố tai nạn. Kết nối được rồi. Kobiya. Một vụ án hả? Tôi nói hết những gì mà mình thấy và báo cho cảnh sát biết địa chỉ của Murata. Sau khi tôi truyền hết mọi thông tin thì cảnh sát nói với tôi là sẽ đưa người đến nhà Murata ngay. Chắc là khoảng vài phút sẽ đến. Cảnh sát này làm việc nhanh thế. Mình nhớ là trong game điện thoại công cộng báo cảnh sát đến 3 lần mới gọi là nó mới chịu nghe mình, chứ mấy lần đầu tiên là nó cúp. Mặc dù mình chỉ có đúng 3 đồng tiền thôi. Rồi. Khi mà suy nghĩ một chút thì rất có thể đây là ai đó đùa giỡn thôi. Nhưng mà cảnh sát vẫn chịu lắng nghe tôi nói. Thật là tôi cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Tốt vì tôi đã quyết định gọi.
Nếu mà có nhầm lẫn gì đó thì sẽ rất là xấu hổ. À, nhưng mà cảnh sát, tôi sẽ nói rằng là tôi gọi là kiểu cố tình trêu đùa với thằng Murata thôi, và xin lỗi cảnh sát. Và cái người xin lỗi cảnh sát sẽ là Murata. Ủa không, tôi sẽ nói là thằng Murata cố tình là chọc ghẹo cảnh sát nữa, muốn này thôi. Và thằng Murata sẽ là người xin lỗi. Nếu mà là vụ án thì nói chung mọi công lao sẽ thuộc về tôi, và dù có nhầm lẫn đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không cần thiết phải lo lắng điều gì cả. À, bụng Đức đi khá thông minh đấy. Và còn nữa, mối quan hệ giữa tôi và Murata và những cái thông tin ở trong phòng nữa, kể cả cái thông tin liên lạc của tôi, tôi đã không nói một cách rõ ràng và cứ thế. À không, nhầm các bạn ơi, mình đọc nhầm. Tôi đã trả lời hết toàn bộ mọi thứ theo như những gì cảnh sát hỏi. À, cũng mất tới 5 phút, hơi lâu vậy. Mất 5 phút lận. Ê, mất 5 phút vậy là đến đó mất thêm vài phút nữa là ít nhất phải là tốn gần 12 phút chứ. Sau khi mà kết thúc cuộc gọi thì khoảng 5 phút đã trôi qua rồi. Tôi ra khỏi phòng tắm và trước hết là tôi quay trở về phòng của mình. Đừng nói quay trở về phòng là thấy một cái thảm cảnh rồi nha. Đừng có như vậy nha. Chị đi cái đó là đừng nha. Oh, nó đã kết thúc rồi các bạn ơi. Khi tôi quay về phòng thì mưa từ đã bị tắt rồi. Tôi hoảng loạn và thử gọi điện thoại vào điện thoại của Murata nhưng mà nó không bắt máy. Tiếp đến tôi thử gọi thêm một hai lần nữa nhưng mà Murata vẫn không bắt máy. Tất nhiên là Muzo cũng không kết nối được. Kết quả như thế nào vậy? Tôi khá là hoảng loạn và đã báo cảnh sát. Sau đó thì tôi không suy nghĩ nhiều. Tôi không biết là tôi phải làm gì nữa. Cứ bất an như vậy suốt 10 phút. Tôi thử gọi điện lại với cảnh tôi tính là thử gọi điện lại với cảnh sát, đưa tay đến lấy điện thoại. Nhưng mà lúc đó tôi khá là run rẩy. Cảnh sát vẫn bắt máy. Ê, nhưng mà đó là thông tin Murata đã tử vong. Ôi, chỉ trong một vài phút mình không có ở đó thôi, chuyện gì đã xảy ra thế? Ê, tại sao tay lại nắm tay, hai cái tay này? Mày có thể ẩn đi cái này được không? Khi mà cảnh sát đến nơi thì Murata đã gục ở đó rồi. Và cái người phụ nữ thì ở bên đó kiểu như là đã bị mất hết thần trí. Murata đã được đem tới bệnh viện ngay lập tức nhưng mà vẫn, nhưng mà khi tới bệnh viện là đã không thể cứu kịp thời rồi. Tôi chỉ nhớ được có nhiêu đó mà thôi. Những người cảnh sát khác đã gọi là giải thích tình hình nhưng mà tôi nó hoàn toàn không trôi lọt vào lỗ tai của tôi. Khi mà suy nghĩ thì đây là một điều rất là dễ hiểu. Nếu mà cảnh sát mà bước vào thì hung thủ chắc chắn là sẽ bị sẽ nổi giận lên rồi. Và tôi đã gọi là giảm phải một quả mìn lớn. Liệu khi đó khi mà tôi gọi điện báo cảnh sát có phải là một sai lầm của tôi hay không? Làm như thế nào thì tôi mới có thể cứu được thằng bạn của tôi đây? À, đầu tiên hết là tự vận, sau đó thì quay ngược lại điểm xếp ban đầu. Đơn giản vậy thôi. À, ending thứ tư là Shinju hả? Có nghĩa là tự sát chung với nhau. Vậy là người phụ nữ cũng đã gọi là đi luôn rồi hả? Vậy là chúng ta có thêm một cái end thứ ba nữa. Vẫn còn rất là nhiều end. Để xem nào. Cái này nó vẫn là cái điểm thứ ba đây thôi. Không có cái gì khác cả. Giờ sao đây ta? Chẳng lẽ mình nói chuyện khác là nó sẽ ra cái end khác à? Hành động xem còn cái gì khác luôn. Ô, lại có hành động mới nữa rồi, hay đấy. Sau khi mà mình gọi là chọn xong cái hành động nó lại có hành động khác nữa. À, gọi điện. Đúng rồi. Tại sao tôi lại phải bắt buộc thông báo cho thằng bạn biết qua Muzu chứ? Đúng rồi, đâu có lý do gì để như vậy đâu, chúng ta có thể sử dụng điện thoại mà. Nhắn một dòng tin nhỏ thôi cũng được. Nhưng mà người phụ nữ kia không biết là như thế nào ta, chẳng lẽ núp ở trong cánh cửa rồi nhìn ra bên ngoài à?
Nếu mà không phải như vậy thì chúng ta có thể gọi là đưa một mảnh giấy lên cho thằng Murata nhìn cũng được mà. Ký cho gọi vào điện thoại của Murata là ok. Nội dung thì tôi sẽ không hỏi tốt. À, nội dung chỉ cần không nghe thấy là chắc chắn là tôi sẽ có. Ủa cái này là sao, tao mình không hiểu cái đậy này cho lắm. Chắc chắn là người phụ nữ kia sẽ không nghe được nội dung hả? À đúng rồi. Chắc chắn là nếu mà thằng Murata không phản ứng thái quá thì chắc là sẽ không bị lộ ra đâu. Đúng vậy, nhưng mà liệu con người có thể gọi là bình tĩnh được trong tình huống nguy hiểm hay không? Ê, tao đi toilet một chút đây. À, vơ. Ê, tôi cố gắng để không bị camera bắt lấy hình ảnh của mình. Và lấy điện thoại smartphone từ trong túi ra, sau đó thì di chuyển vào phòng tắm. Tôi khá là bị căng thẳng cho nên là tay đổ đầy mồ hôi. Nhưng mà tôi không, đây không phải là lúc để mà tôi chần chừ. Tôi nhanh chóng bấm nút gọi. À, lúc đầu thì tôi phải làm như thế nào đó để không nói những điều kỳ lạ mới được. À, tôi chẳng hạn như là trong những cái bộ phim gì đó mà tôi xem. Này, hãy bình tĩnh. Ấy, chứ khá là tôi phải gọi là lấy cái từ đó ra. Ngoài chừng đó là trong một phút, thằng nhân vật chính đi là mọi thứ kết thúc rồi nha. Không bắt máy. Kỳ lạ. Tại sao lại vào ngay cái lúc này? Nó lại không để điện thoại gần tay của nó chứ. Vậy có khi nào là người phụ nữ kia đã lấy cái điện thoại hồi nãy, nhớ là có tới gần cái màn hình mà. Ôi xạ nha. Cái người phụ nữ kia mà bắt máy một cái là hơi bị lạnh người ấy. Tôi có cảm giác như là có một bàn tay lạnh bắt lấy cái tim của mình. Trong một khoảng tôi xém một chút nữa là bấm vào cái nút tắt. À, trong một tháng bấm tắt luôn rồi. Tôi không hiểu lý do tại sao nhưng mà tôi cảm thấy hơi bị gọi là sợ, hơi bị bất an. À, tôi chạy ra khỏi cái phòng tắm ngay lập tức và quay về phòng của mình. Khi mà tôi đến cái máy tính thì tim tôi cứ đập thình thịch thình thịch thình thịch. Và tôi nhìn vào màn hình. Lại nữa rồi, cái này cũng không cứu được Murata. Sao Murata số xui thế? Chuyện gì đã xảy ra, chứng tướng thực sự là cái gì đây? Thứ mà đập thẳng vào đôi mắt của tôi đầu tiên hết là bức tường nhuộm đầy màu đỏ. Ở chính giữa màn hình thì có một cái bóng dài và ốm. Cái bóng đó chắc chắn là người phụ nữ vừa rồi. Trên tay của ả ta nhúm đầy màu đỏ. Còn tay còn lại thì ả ta cầm điện thoại của Murata. Đúng vậy, nó bắt máy lên các bạn ơi. Khuôn mặt dài và tôi không thể nhìn thấy rõ dưới mái tóc. Khuôn mặt bị giấu dưới mái tóc dài, mình nhầm khuôn mặt dài. Khi mà nhìn xuống phía trước thì thằng bạn của tôi đã nằm gục ở đó. Trong đầu tôi trở nên trắng xóa. Tôi run rẩy tay chân và bấm số 119 vào điện thoại. 70 phút sau thì nhân viên cấp cứu đã đến phòng của Murata. Tôi vừa theo dõi màn hình vừa thấy họ nói chuyện, họ liên tục gọi tên Murata. Tôi không biết từ khi nào thì người phụ nữ kia đã biến mất khỏi phòng. Rốt cuộc ả ta là ai? Mạng sống của Murata đã được gọi là cứu. Lúc đó thì có được cứu không ta, mình không rõ nữa. Kể từ khi đó thì tôi không thể ngủ ngon được. Và khi mà tôi gặp nó thì mặt của nó khá là sắc mặt của nó khá là tồi tệ. Sau khi mà nó được cứu mạng rồi ấy thì nó luôn bị mất ngủ. Rồi hiểu rồi. Nhưng mà ít nhất trong cái em này mình vẫn có thể cứu mạng được thằng bạn của mình. Tôi thì mỗi khi ở một mình đều bất giác quay trở lại sau lưng. Nó đã trở thành một cái thói xấu của tôi luôn rồi. Và sau khi đâm xong nó bỏ chạy các bạn ơi. Em thứ ba là nhân chứng. Càng lúc mình càng bị nổi da gà lên. Mỗi lần mà mình bấm vào một cái lựa chọn mới là một cái kết mới sẽ chui ra. Nó luôn làm mình cảm thấy rất là gọi là thịt. Còn cái gì khác đúng không? Bây giờ mình sẽ chọn rốt cái chính giữa thì luôn đi.
Chúng ta sẽ chuyện bằng bút viết, viết lên giấy xong rồi cho nó xem. Ushiro yabai. Ở phía sau rất là nguy hiểm. Cái từ yabai thì trong tiếng Nhật nó có rất là nhiều ứng dụng, nhưng mà không hiểu tại sao không dịch ra tiếng Việt được. Tôi viết nhanh lên giấy và để cho lên camera để cho các bạn nhìn. Ê, cái gì thế? Mày đồ gì vậy? Ê, nhỏ quá, tao không thấy mày viết cái gì thế. Nếu mà tôi sợ là vì tôi sợ viết chữ to là vì tôi nghĩ rằng là ta sẽ nhìn thấy, cho nên là tôi cố tình viết nhỏ. Có vẻ như là thằng Burata không nhìn thấy được, cho nên là nó phải gọi là đưa sát mặt vào màn hình. Quay được nó đưa sát mặt vào hình cái cửa kia bỏ đây á. Ushiro yabai. Thằng này còn đọc lên nữa. Ngáo à. Ôi. Đó kìa các bạn ơi. Kìa rồi. Chậm chậm chậm. Mày nói cái gì thế? Mày đùa kiểu gì vậy? Ôi. Kết thúc rồi các bạn ơi. Thằng kia nó vẫn nghĩ mình đùa. Nếu mà có ai đó đang gọi điện video với mình mà bảo là mày nhìn ra làm sao đi, thì dù có gọi là cảm thấy xấu hổ mình giữ sẽ nhìn ra làm sao cho an toàn. Ở phía sau có cái gì à? Rồi, bật ra rồi. Xong. Game over. Chỉ đơn giản là như game over thôi à. Rất có thể. Ê, thằng này chỉ suy nghĩ thôi. Vậy là mình đã bị chơi một vố rồi các bạn ơi, mình cứ nghĩ là đó là sự thật, nhưng mà hóa ra thì đó chỉ là cái tưởng tượng của thằng nhân vật chính thôi. Tuyệt vời. Thằng bạn của tôi bình thường nó hay không biết đọc tình huống, cho nên tôi nghĩ rằng là cái năng lực ứng biến của nó sẽ như thế đó. Nếu mà tôi truyền một cách viết một cách cẩu thả thì rất có thể sẽ gây ra tình huống tệ hơn bây giờ nữa. Nhưng mà quan trọng hết thì ngay cái thời điểm mà tôi cho nó nhìn thấy cái tờ giấy là có lẽ là đã bị lộ ra rồi. Cũng có thể. Chắc là tôi không nên suy nghĩ đến cái phương án này thì tốt hơn. Bây giờ tôi đang ngồi ở trước màn hình máy tính. Tôi phải làm như thế nào đó để truyền đạt cho nó biết một cách tự nhiên nhất có thể. Chẳng hạn như gửi mail. Ồ, thông minh đấy chứ. Mình thấy hay một chỗ là khi mà mình chọn cái đáp án tào lao ấy, thì nhân vật chính nó sẽ suy nghĩ và gọi là đưa cho chúng ta thêm một cái đáp án gọi là nó có vẻ hữu dụng hơn. Đấy, cái game này cực kỳ thú vị ở chỗ này. Rồi, 10:30 và cái khoảng thời gian nó liên tục chuyển đến nữa, nó làm cho mình có cảm giác rất là tuyệt. Đầu tiên là mình thử gửi mail xem nào, mình cứ đi hết cái hướng này xem. Tôi vừa gọi là bấm mail vừa nhìn máy tính. Để cho cẩn thận không để cái con ẻ phía sau phát hiện ra. Mặc dù tỷ lệ khá là thấp. Gõ trên máy tính à. Ở phòng của mày có một con ẻ kỳ lạ đã xâm nhập vào. Nó đang trốn ở trong tủ âm tường. Rất là nguy hiểm. Tóm lại mày hãy đi ra ngoài đi. Ồ, đây là mail của thằng đây là mail của thằng Murata, nhưng mà nó lại để chữ Jujin tức là bạn. Có ai lại để mail kiểu này đâu. Nhưng mà để lát nữa mình thử nhắn vào xem. Rồi, đây là cái mail hồi nãy này. Tôi bấm thật là nhanh và bấm nút gửi. Rồi, tôi đã gửi xong. Đúng rồi. Tao có gửi mail cho mày đó, mày đã kiểm tra chưa? Ôi, rất là tự nhiên các bạn ơi, nói là đã gửi từ lâu rồi. Kiểu tạo tình huống như vậy. Tao chưa kiểm tra hộp thư. Mày gửi khi nào? Khoảng buổi chiều ấy. Nếu mà tôi gửi, nói là tôi gửi ngay bây giờ thì con ngã kia sẽ cảm thấy nghi ngờ. Đợi tao chút. Đợi bơ, mày đừng có đọc lên nhé. Tôi vừa căng thẳng vừa đợi phản ứng của Murata. Không có. Tại sao? Mày đã gửi ngày hôm nay nhỉ? Nhưng mà tao không thấy. Có khi nào nó đã vào thư rác không? Tao đã xem rồi nhưng mà không có luôn. Tại sao? Chẳng lẽ là đã gửi thất bại? Sao những lúc như thế này không sử dụng điện thoại? Đúng rồi, có lẽ là điện thoại con kia giữ, nhưng mà
Cái đó là do mình đi khỏi chỗ này và con kia phát hiện ra mình không còn ở đây nữa mới như vậy. Hay là địa chỉ email sai bét rồi. Cứ nghĩ vậy và kiểm tra email. Nhưng mà nó đã được gửi thành công rồi. Hả? Hay là đây là lỗi dịch vụ? Mày gửi cái gì vậy? À không. Wow, con kia nó nhìn các bạn ơi, quá là kinh dị luôn. Chúng ta có thể thấy được mắt của nó. Tại vì màn hình này chỉ có một thôi, cho nên chỉ cần nó biến đổi một cái là mình nhận ra ngay. Rất là nhạy cảm. Mắt của tôi đã chạm vào mắt của nó. Wow. Ê, tôi... Nó đây nhìn tôi một cách rất là chăm chăm. Đâm đâm luôn. Rồi, cô Bia, mày gửi cái gì thế? Nói đi. À, tôi... Có vẻ cái ánh mắt đó như thể nói cho tôi biết rằng là dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì nó cũng sẽ nhận ra thôi. Này... mic bị lỗi sao mày không nghe thấy à? Tôi phải không nhìn nó nữa mới được. Tôi phải giả vờ như là tôi chưa nhận ra nó. Khi mà tôi nghĩ như vậy thì... mặc dù tôi nghĩ như vậy nhưng mắt tôi không chuyển động. Bởi vì tôi nghĩ rằng là nếu mà tôi chỉ cần rời mắt một chút thôi sẽ có một chuyện không tự xảy ra. Bản năng tôi mắc bảo như vậy. Giờ lên, hãy mau rời mắt đi, rời mắt đi, rời mắt đi, rời mắt đi. Moshiboshi. Không sao hết, tao còn nghe mà. Nhưng mà tại sao thời buổi bây giờ mày còn gửi mail làm gì nữa, mày gửi cái gì thế? Cũng không có tin gì đặc biệt đâu. Lát nữa tao sẽ gửi lại sao cũng được. Mày làm như vậy khiến tao tò mò đấy. Không sao đâu, vẫn chưa có điều gì sẽ xảy ra cả. Chắc là con ả đó vẫn chưa nhận ra tôi đâu. Chỉ thỉnh thoảng gọi là nhìn về hướng này từ trong đó mà thôi. Nhưng mà tôi có cảm giác như là ánh mắt nó như thể là biết hết toàn bộ mọi thứ về tôi vậy. Và tôi có làm gì để chữa thì cũng vô ích mà thôi. Tất cả mọi cái suy nghĩ mà hiện lên trong đầu của tôi đều là tuyệt vọng. Và tôi cố gắng kiềm chế những cái suy nghĩ đó xuống. Nếu mà tôi làm gì ồn ào ở đó ở đây thì chắc chắn là con gã kia sẽ trợn ra và sẽ không có chuyện gì tốt lành cả. Cho nên là tôi phải cố gắng để mà không giả vờ như là không nhận ra ả ta. Tôi sẽ không nhìn vào cái khe hở của tủ âm từ nữa. Và tôi cần phải gọi là lựa chọn những cái hành động mà nó gọi là có cái tính suy nghĩ hơn. Nó đóng lại rồi, may quá. Bây giờ là có cái gì đây? Gửi mail lần hai à. Mình nghĩ là mấy cái lựa chọn này chúng ta phải chọn thôi. Mấy nó mới nhờ tới cái em. Nhưng mà dù thế đi chứ nữa, tại sao cái mail khi nào lại không được gửi đến chứ? Thật là kỳ lạ. Tôi thử gửi lên một lần nữa xem. Hiện tại là máy của thằng bạn chắc chắn là có kết nối internet rồi, bởi vì đang chat video mà. Tôi gửi thêm một lần nữa nội dung y như vậy. Đến rồi đó. Vậy là mình mới suy nghĩ ra một cái khả năng rất là có thể khả thi. Tại vì rất có khả năng là cái con kia nó đã làm gì với máy tính của thằng bạn rồi. Nó đổi cả email mới làm cho giống như là thằng bạn đang gọi là sử dụng cái email cũ vậy. Đặt tên giống giống ấy, nhiều khi không nhận ra thay đổi một chữ. Ấy thì do cái thằng Murata là nó hay có thói quen xóa đi những cái mail mà nó đã xem rồi. Nó có thể như vậy. Cho nên là nó không nhận ra đó là một cái mail hoàn toàn khác. Tốt, đã gửi đến chưa vậy? Đợi chút tao kiểm tra lại. Tao đã ứng vào nút làm mới rồi nhưng mà quả nhiên là không có gì tới cả. Tốt. Những cái mail khác thì đến rất là nhiều. Hay là do có nhiều mail được gửi tới cùng một lúc cho nên là mail của thằng nhân vật chính hiện tại đã bị gọi là đẩy đi chỗ khác rồi. Tại sao chỉ có một mình cái mail của tao là không gửi tới nhỉ? Hả? Có chuyện gì xảy ra thế nhở? Lúc bình thường thì nó không để ý. Bình thường thì đây là một cái tình huống mà tôi chẳng để ý. Nhưng mà vào cái tình huống này thì tôi lại cảm thấy rất là khó chịu.
Tôi lại gửi thêm một lần nữa y tìm nội dung như vậy và quả nhiên nó vẫn không gửi đến. Chắc thằng này ngủ rồi. Và thằng Murata ngáp một cái rất là lớn. Tự nhiên tao cảm thấy buồn ngủ quá. Tao đi ngủ đây. Ê, cái gì? Tôi lại hét lên bức. Và ngược lại tôi còn bị bất ngờ với tiếng hét của mình. À không. Ê, tao vẫn chưa gửi được mail cho mày à. Nhưng mà cái mail đó là quan trọng như vậy sao? Tao cũng không hiểu là mày muốn cái gì nữa. Nếu mà đó là chuyện quan trọng thì mày cứ nói đại ở đây luôn đi. Bởi vì không thể nào nói được cho nên là mới gửi mail đấy. Tôi không thể nói được như vậy, đành phải im lặng thôi. Chắc là nó chỉ bị lỗi server hay là lỗi kết nối gì đó thôi. Cũng chả có gì quan trọng cả. Ngày mai lại thử lại là được chứ gì. Ngày mai. Tôi đang tưởng tượng một cái tình huống rất là chân thực về cái chuyện mà ngày mai và cả những ngày tới nữa thằng Murata sẽ bình an vô sự và gọi điện cho tôi. Và tôi có cảm giác như là mọi thứ sẽ không sao nữa. Rồi tại sao lại có cảm giác này chứ? Tại vì cái này là nó đã gọi là xảy ra suốt 20 năm nay rồi. Và từ trước đến nay chưa bao giờ có thể gọi là đếm hết được số lần mà tôi ngủ hay thức dậy. Dù cho tôi có bất an đến đâu đi chăng nữa thì khi mà đến bữa sáng ngày hôm sau thì mọi thứ sẽ trở nên yên ổn trở lại. Nhưng mà cái này không đúng như thế đâu. Thực tế thì con người lúc nào cũng bị bất an làm cho đau khổ cả. Rồi, vậy thì thế đi. Chúc mày ngủ ngon. Ngày mai thức dậy tao sẽ cố gắng kiểm tra mail cho. Xong, kết thúc. Cuộc gọi đã kết thúc rồi. Ngày mai à? Ngày mai? Liệu ngày mai có đến hay không vậy? Quá là lẹ các bạn ơi. Murata đã ngoặt. Vào ngày hôm sau, sau cái ngày hôm đó, bữa sáng tôi đã gọi điện với thằng Murata ngay lập tức nhưng mà không liên lạc được. Tôi cảm thấy lo lắng và đến chiều thì tôi đã lỡ gọi điện cho cảnh sát. Và đêm hôm đó thì tôi nhận được tin là cảnh sát đã phát hiện thi thể của Murata ở trong phòng của nó. Nó bị vật nhỏ đâm vào ngực và cứ như thế tự luôn ở trong phòng. Thời giờ thì chắc là ngày hôm trước khi mà chúng ta kết thúc cuộc gọi. Tại sao cái con kia nó phải nhất thiết canh cái thằng như vật chính tắt điện thoại đi thì nó mới làm. Và ngày hôm sau của Murata đã không đến nữa. Kể từ sau đó thì 2 tuần trôi qua và tôi đã ở trong phòng của Murata. Gia đình của Murata thì bị sốc đến mức không thể nào vực dậy nổi nữa. Tôi cũng quen biết với lại nhà của Murata. Vậy đó tôi thay mặt cho họ đến dạo phòng. Kể như vậy, chắc thế. Chắc là như thế nào vậy? Có lẽ là tôi cũng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra nữa. Tôi đã tự gọi là đứng ra thay mặt gia đình của họ nhận cái công việc này. Tôi có cảm giác là mình phải có trách nhiệm làm cái việc này. Cảnh sát thì không điều tra gì hết và vụ án kết thúc. Không có ai ở đó cả. Cũng không có bất kỳ dấu vết nào của hiện tượng gọi là xâm nhập vào phòng mà. Rồi. Không, mình nhầm các bạn ơi, là cái phòng này hình như là không khóa hay sao ấy. Cho nên là tôi có thể vào phòng của Murata và chất hết những cái di vật của nó vào thùng giấy. Phòng của nó thì phòng của nó tôi nghĩ rằng là sẽ làm sạch. Không phải nghĩ là sẽ làm sạch mà là phòng của nó rất là sạch nữa ta. Bởi vì có người qua đời ở đây cho nên là phải làm sạch hả? Khi mà thấy như vậy tôi có cảm giác như là không thể nói lên lời gì hết. Tôi vừa đứng vừa ngồi vừa
im lặng và thực hiện những cái hành động. Sau đó thì tôi đặt tay lên bàn máy tính của nó và lỡ là rớt con chuột xuống. Với chấn động đó thì căn phòng im lặng bỗng chốc, nghe thấy tiếng khởi động của máy tính. Và máy tính có vẻ như là đang để ở chế độ ngủ. Ở trên máy tính thì vẫn còn màn hình của Zoom. Và có cả màn hình của, có cả cái ứng dụng mail nữa. Tôi bất giác. Ủa, dựa theo cảm trực giác hả ta? Mình nhầm các bạn ơi, dựa theo trực giác thì tôi nghĩ rằng nó vẫn y nguyên như vậy sau khi Murata mất. Đến đây tôi kịp nhớ lại là lúc đó thì không biết là mail đã được gửi đến chưa. Khi mà khởi động lên thì tôi ngay lập tức kiểm tra mail. Có rất là nhiều mail từ 2 tuần trước bị chất đầy ở trong hộp thư. Tôi thử tìm kiếm xem có địa chỉ, thử bấm vào khung tìm kiếm địa chỉ của tôi. Và khi mà tôi làm như vậy thì tôi có thể đơn giản và tìm thấy những cái mail trong quá khứ. Bây giờ dù có nhìn thấy những cái mail đi chăng nữa thì cảm giác tuyệt vọng vẫn dâng trào trong tôi mà thôi. Nhưng mà tay tôi vẫn tự động cử động. À đấy. Khi mà tôi tìm kiếm thì tôi cảm thấy được hai điều kỳ lạ. Điều kỳ lạ thứ nhất là mail tôi gửi rõ ràng là đã được gửi đến. Nhưng mà nó cùng là một nội dung nhưng mà nó lại gửi được đến ba thời khắc khác nhau. Và nó được xếp thành hàng. Vậy là mail thực sự đã được gửi đến nhưng mà thằng bạn mình nó giấu đi à. Và thêm một lần nữa là trên có một cái mail mà tôi không hề quen biết. Và đó là mail mà Murata đã gửi cho tôi. Tôi tôi hoảng loạn lên và kiểm tra thử điện thoại của mình để thử xem coi mail đó là gì. Nó đã vào cái thư mục rác cho nên tôi không nhận ra. Hãy quên đi. Nội dung của mail chỉ có như vậy thôi. Rồi cái này chưa chắc là thằng bạn đã gửi đâu, mà là rất là con kia gửi. Thời giờ ấy là vào ngày hôm đó luôn. Có vẻ như là sau lúc mà có lẽ đang là lúc hả? Đang là lúc mà chúng tôi gọi điện với nhau. Tôi không có cảm thấy là thằng Murata đã gửi mail cho tôi. Tôi cũng không nhìn thấy là nó đã gửi nữa. Nhưng mà rõ ràng là nhưng mà nó có thể gọi là lén lút gửi cho tôi cũng không chừng. Nó bấm cái gì đó vào bàn phím. Và tôi không có kiểu như là để ý đến. Ủa vậy là có bấm vào bàn phím à? Tại vì giữa chúng tôi thì thường xuyên là vừa làm cái gì đó vừa gọi, cho nên tôi cũng không mảy may để ý lắm. Cái này hơi dài các bạn ơi. Có vẻ như là Murata cố truyền đạt cái gì đó đến cho tôi chăng? Quên đi là như thế nào? Tôi cảm thấy rất là bất an. Và tôi thử tìm kiếm trong hộp thư của Murata. Nhưng mà kết quả tôi chẳng có được thông tin gì đặc biệt cả. Chỉ có 3 cái mail cảnh báo mà tôi gửi đến cho nó thôi. Và tất cả đều là ở trong thùng rác hết. Quên đi. Thật ra là gì chứ? Chắc chắn đó là nó đang nhắn nhủ cho tôi về cái ngày hôm đó đúng không? Nhưng mà tôi không thể quên được. Murata nó không thể trở về được nữa. Dù tôi có suy nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không thể nào mà gọi là xóa đi cái thất bại của mình được. Tôi nghĩ rằng chắc là đến lúc tôi đã quên đi mọi thứ ở trong cái mail đó rồi, như cái mail đó nói rồi. Em thứ 7, di vật. Vậy là chúng ta vẫn chưa đến được cái sự thật.
Hiện tại là mình đã lấy được tới 5 cái en rồi, vẫn còn 2 cái en và mình nghĩ là chắc chắn trong 2 en này chúng ta sẽ đến được sự thật thôi. Vì vậy mà chắc là mình sẽ dừng lại tại đây nhé các bạn ơi. Hey, có vẻ là mình kéo hơi dài nhưng mà mình nghĩ là chắc video này cũng gọi là dài rồi, mình bắt buộc phải chia làm 3 phần thôi chứ mình cũng muốn gọi là giải quyết xong trong 2 phần lắm. Nhưng mà nội dung dài quá thì nó sẽ loãng. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này nhé. Nếu mà các bạn vẫn không game này thì hãy bấm bình luận cho mình biết nhé. Rồi, nếu được hãy bấm cho mình một like đăng ký nếu các bạn vừa mới, đừng quên lướt chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.